Vâng, kính thưa toàn thể quý ông bà, quý phụ huynh và toàn thể quý thầy cô giáo, các anh chị em của trường mầm non Hiếu An, kính mến xin kính chào và kính chúc mọi người một ngày tốt lành. Vâng, và chúng ta lại cùng nhau học tập về các cái giai đoạn để giáo dục con cái lên người. Thì hôm nay chúng ta nói đến cái giai đoạn cuối cùng, đây là cái giai đoạn là sau 30 tuổi. Hôm trước chúng ta nói đến cái giai đoạn trước 30, rồi bây giờ giai đoạn sau 30 là giai đoạn này, lúc này là giai đoạn thành niên. Và giai đoạn này thì người xưa dạy cho chúng ta gọi là giai đoạn thành niên thì phải lập đức và dưỡng đức. Thì trong cái giai đoạn này thì chúng ta đã cơ bản học tập xong và là cái giai đoạn phát triển cái sở trường chuyên môn, và chúng ta bắt đầu gọi là có một cái gia đình riêng của mình, bước qua cái giai đoạn là thành gia lập nghiệp. Thì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà trong đời người có thể nói rằng là nó là giai đoạn mạnh mẽ và đẹp nhất, cái đỉnh điểm của đời người. Nó sung mãn về thể lực, sung mãn về trí tuệ và cái tấm lòng nhiệt huyết. Vậy thì cộng thêm những cái giai đoạn trước của chúng ta, nếu mà chúng ta đã có được chi hướng, thì đây là cái giai đoạn mà để chúng ta thực hiện những cái hoài bão, những cái ước mơ của mình một cách gọi là có điều kiện nhất. Còn sau này tới lúc mà chúng ta bị mất sức khỏe rồi, chúng ta yếu rồi, lão niên rồi đấy, thì chúng ta không có còn nhiều cái cơ hội để chúng ta làm những cái việc mà thời thanh niên mình có thể làm. Thì trong cái giai đoạn đầu của cái độ tuổi này lại gọi là giai đoạn để chúng ta tu đức, hay gọi là chúng ta lập đức. Thì trong cái giai đoạn này chúng ta chọn lựa những cái nghề nghiệp, những cái sự nghiệp mà làm sao người ta nói đó, nếu nó mang lại thật nhiều cái ý nghĩa để cho nó có cái sức gọi là cống hiến, có cái sức phục vụ lớn, thì trong cái quá trình chúng ta sống, chúng ta làm việc đó thì đã tích lũy được rất là nhiều cái phước báo và cái âm đức để cho chúng ta có được cái hậu mạnh nó sung mãn. Sung mãn. Còn đặc biệt trong cái giai đoạn này cũng là vì chúng ta còn chưa thật sự già dặn, và chúng ta còn có cái sự gọi là nhiệt huyết của tuổi trẻ, cho nên nó cũng khó tránh là chúng ta mắc sai lầm. Vì vậy đồng nghĩa với cái giai đoạn mà chúng ta hăm hở, chúng ta cống hiến, chúng ta phụng sự, thì chúng ta phải phản tỉnh cái lỗi lầm, cái tập quán xấu của mình. Đây là cái giai đoạn như vậy, nó sẽ hai mặt. Đó. Cho nên là đó cũng là những cái việc mà cái độ tuổi này chúng ta phải cần hết sức lưu tâm trong cái đời sống hàng ngày. Như vậy chúng ta xem coi thử là chúng ta đã hoàn thiện về cái góc độ nào, hay là chỗ nào chúng ta còn nặng nề đó. Ví dụ như là chúng ta phải đề phòng về cái xu hướng là gì, là tình, là tiền, xem coi mình có bị dính mắc hay không, mình có bị gọi là tập khí ngạo mạn hay không. Hay là mình đã có chí hướng chưa? Giai đoạn này nhiều khi nếu như mà lúc trước mà chưa có chí hướng rõ ràng thì giai đoạn này cũng là giai đoạn phải phản tỉnh để xem cái chí hướng của mình, cái nhận định của mình nó đã đúng đắn chưa. Nếu nó chưa đúng đắn thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Như tôi nói đó, cả cuộc đời như vậy, có bao nhiêu người nỗ lực cả đời như vậy mà kết cục là một cái màn trống không. Không phải vì họ lười đâu, nhưng mà cái sai ở đây là gì? Là cái phương hướng từ ban đầu nó không hoàn toàn chính xác, thậm chí là nó sai. Đó, cả một cuộc đời như vậy oanh oanh liệt liệt nhưng mà sai phương hướng, rồi cuối cùng già khóc trong sự tuổi hơi, đúng không? Đó, như vậy thì cái sự lựa chọn phương hướng sống ngay từ ban đầu, ngay từ cái giai đoạn chúng ta có được cái tuổi trẻ và có được cái trí tuệ rất là quan trọng. Và giống như sáng nay tôi nói chuyện với lại các anh chị em, thì trong bếp cũng có các anh chị em ở tất cả những cái tôn giáo như Thiên Chúa và các anh chị em Phật giáo, thì đâu đó tôi rất là tán thán mọi người có một cái tôn giáo chính thống, có đạo. Và những người không có đạo thì chúng ta cũng phải nên tìm đạo, nên tìm đạo. Chúng ta có thể không theo Phật, không tin Phật, chúng ta không tin Chúa, hoặc chúng ta không là một đạo gì, là cao đài hay là gì đó, nhưng mà chúng ta hãy nên theo đạo đức, cũng phải có đạo. Còn sợ nhất là chúng ta vô đạo. Có những người như vậy nói tôi không có đạo nên tôi không tin gì cả, thì tôi khuyên hãy nên tham gia vào đạo. Nếu không muốn là đạo gì thì hãy là đạo đức. Tại vì khi mà một con người sống mà không có đạo đức thì quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, người này rất là nguy hiểm.
Cho nên có một cái đạo chung mà tất cả chúng ta cùng phải quy y, cùng phải tham gia. Đây là đạo đức. Đạo là con đường. Đức có nghĩa là chúng ta sống, chúng ta vận hành theo đúng cái quy luật của trời đất. Thì như tôi nói đó, cái gì mà thiện lành thì tồn tại, cái gì tà ác thì sẽ bị lụi tàn và diệt vong. Thì chúng ta sống ở trên cuộc đời này cũng vậy. Người ta nói sanh nghề tử nghiệp, giai đoạn này là giai đoạn chúng ta làm nghề làm nghiệp mà. Sanh nghề tử nghiệp, vì sao lại sanh nghề tử nghiệp? Ý người xưa muốn nói với mình là gì? Luôn phải chịu trách nhiệm nhân quả đối với tất cả những cái việc làm mà mình đã làm ra. Đừng có chỉ đơn thuần nói rằng vì cuộc sống cho nên chúng ta muốn làm gì thì chúng ta làm. Hiểu không ạ? Cuộc sống thì vốn dĩ chúng ta là một cái thực thể đến thế gian này với rất là nhiều cái đặc ân của trời đất. Chúng ta có trí tuệ hơn này, chúng ta khéo léo hơn này, đúng không? Và chúng ta cũng đông nữa, và chúng ta cũng biết đoàn kết nữa, và chúng ta cũng biết học tập, chúng ta cũng biết quan sát nữa, thì chúng ta cũng phải khéo lựa chọn. Và cuộc đời của chúng ta thật ra nó chính là cái sự lựa chọn của chúng ta. Nếu chúng ta chọn sai phương hướng, như tôi nói, nghề nghiệp của chúng ta nó bị mất đức, hoặc là nó thất đức, nó bị ác, chúng ta làm một cái gì đó mà chúng ta thấy không nhẫn tâm, thì rõ ràng là gì, chắc chắn là nó sẽ có cái nghiệp báo đằng phía sau của nó. Nghề với nghiệp mà đã làm thì phải có cái quả tương ứng. Chúng ta đã gieo xuống dưới mảnh đất một cái hạt giống thì tương lai nó nảy mầm, chúng ta sẽ hưởng cái quả tương ứng đó. Cho nên là phải chọn một cái nghề nào đó khôn ngoan vào, như tôi nói đó, nếu mà tốt nhất là nó phục vụ được cho số đông, nó hiền lành, và nếu không nó cũng không có hại ai, phải là như vậy. Chứ còn nếu mà một cái nghề mà nếu chúng ta sống mà lại hại người hại vật thì quá nguy hiểm, tại vì hại người hại vật thì chính là hại mình. Thì người xưa hay dạy chúng ta mà, bầu ơi thương lấy bích cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà, một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cò. Còn đây chúng ta bây giờ chúng ta chỉ nghĩ cho riêng mình, chúng ta chỉ nghĩ rằng là thôi thì mình no, vợ con mình no, kệ đời tính sau. Có những người tôi gặp đó, nó nói với tôi thế này, tôi biết chắc tương lai tôi chết tôi sẽ bị đọa địa ngục. Hỏi sao? Nó tại vì tôi làm nhiều việc ác quá. Nhưng mà ngược lại bây giờ tôi không làm việc ác thì lấy gì mà ăn? Tôi chọc tôi nói ông làm gì thiếu ăn, ông có xe hơi tiền tỷ kìa. Ông nói cười, ông nói không làm ác thì lấy tiền đâu mà có xe hơi tỷ. Lạ chưa? Thì đâu, vậy như là những người làm thiện sống tốt không có xe hơi đi chắc, hiểu không? Làm ác hôm nay mà còn có được bấy nhiêu đó, thật ra trong mạng đã bị trừ đi rất là nhiều rồi, và tương lai còn lãnh quả báo nữa. Còn ngược lại người nào mà biết sống tốt đó, có thể rằng là đời này nó ít thôi mà từ từ nó lại thành nhiều, từ không mà nó thành có, còn từ có rồi nó lại có nhiều hơn đó. Cho nên hồi xưa có một vị thánh nhân ở Ấn Độ, ngài tên là Thích Ca Mâu Ni Phật ấy. Ngài có phân định ra có bốn cái người và bốn cái phương hướng để sống. Ngài ví dụ như thế này, ngài nói rằng là gì, là có người thì đi từ tối ra sáng, và có người là đi từ sáng ra sáng. Đây là hai loại người có trí tuệ, và là hai loại người may mắn, họ lựa chọn đúng. Người đi từ sáng ra sáng là gì? Là những người sinh ra trên cuộc đời này được rất là nhiều đặc ân, họ đầy đủ về cơm ăn áo mặc, sắc đẹp, sức khỏe và danh vọng tiền tài. Thì họ từ trước vốn dĩ, tại sao từ sáng mà lại đi ra sáng, thì vốn dĩ là chỗ xuất phát của họ đã sáng rồi. Mà sáng này từ đâu ra? Từ do đời trước người ta có thể từ tối mà người ta đã đi ra sáng rồi, hiểu không? Hiểu chưa? Thì khi họ đang đứng thì chỗ nào cũng là sáng rồi, thì cái người từ sáng này mà họ đi ra sáng dễ không, tương đối dễ thuận lợi luôn, tại vì thấy đường quá rồi. Tức là họ lại càng sống lành tốt nữa, ý nghĩa nữa, làm nhiều việc cho cuộc đời nữa. Ví dụ như ở Việt Nam mình có ông Tôn Hoa Sen, hay là những cái người mà bây giờ họ suốt ngày họ đi làm ra những cái chương trình để giúp người mà dù họ rất là giàu. Thì đây là từ sáng đi ra sáng, hiểu không? Đó. Thì những người này là những người mà đẹp thuận lợi. Còn có một cái người vô cùng là đáng khen nữa là gì, từ tối mà đi ra sáng. Từ tối đi ra sáng có nghĩa rằng là cái xuất phát có thể là từ cái chỗ sai lầm u tối, hoặc là từ cái chỗ mình sanh ra ở đây, cái chỗ mình nói là nghèo hèn, nhưng mà có một cái tấm lòng thanh cao, chọn lựa cái lối sống đạo đức và phụng sự, dù nghèo nhưng mà cũng không tham, nghèo mà không đi trộm của ai, hiểu không? Thế nên người xưa họ nói là gì, là phú quý bất năng dâm, bình tiện bất năng gian, và uy vũ bất năng khuất. Tức là trong cái cảnh giàu sang phú quý mà tu dưỡng đạo đức để đừng có cái tâm gọi là
dâm dục thường thời nay để ý, tiền hay đi với lại sắc đẹp, tức là người có tiền mà không có chí hướng là người ta hay đi kiếm gái đó, gái thì lại đi kiếm trai. Thì chỗ này là cái chỗ mà chúng ta không làm chủ được đạo đức của mình, nên người xưa họ đã biết cái này, họ đã dặn mình rất kỹ để chúng ta tu dưỡng trong cái giai đoạn, mà cái giai đoạn sau 30 này là giai đoạn phải tu dưỡng. Chúng ta có rồi, chúng ta chưa có thì chúng ta lập, chúng ta tạo phước, tạo tiền, tạo danh, nhưng mà có rồi thì phải biết giữ, phải biết dưỡng bằng cách là gì, phú quý bất năng dâm. Còn ngược lại là cái đối tượng như tôi nói, chúng ta xuất phát từ điểm thấp, chúng ta nghèo khó, thì chúng ta phải giữ được một cái đó là bần tiện và bất năng gian, không phải cứ nghèo là phải đi ăn trộm, hiểu không? Nghèo thì sống tu dưỡng cái gì, tu dưỡng cái đức nhẫn nhục của mình. Còn cái người giàu có thì hãy tu dưỡng cái lòng bao dung và cho đi, có điều kiện mà, hiểu không? Ví dụ như giàu có nhiều quá mà cứ ôm giữ thì cuối cùng lại cái ôm giữ nó làm cho mình tham không, làm cho mình xấu không, đúng không? Giàu mà không biết chia sẻ thì cái giàu đó vô nghĩa rồi, hiểu không? Là không biết giúp đỡ ai thì vô tình cái giàu đó nó lại quay lại nó làm cho mình xấu đi, mình tham lên, hiểu chưa? Đúng không? Thì cái người giàu thì tu đức bằng cách là trao tặng, chia sẻ, hay là nhà Phật kêu là bố thí người có điều kiện của cái này. Còn người nghèo thì bây giờ cứ đừng có nhìn vô cái người giàu nói tôi phải có để cho đi, thì nó chưa cần, chỉ cần nghèo khó thì tu nhẫn nại trong cái nghèo để chúng ta an vui với cái nghèo là được rồi. Trong khi nghèo chúng ta an vui với lại nghịch cảnh, chúng ta tu cái nhẫn nại, cái đức nhẫn nại là đức lớn kinh khủng này, hiểu không? Đó. Nhẫn nại cái gì, nghèo mà không tham, thậm chí là còn biết cho đi, nghèo ít cho người nghèo hơn, nghèo hơn cho người bần cùng cho đi. Và chúng ta là gì, chúng tập từ tối chúng ta đi ra sáng, đi ra sáng để đi, để chúng ta cải đổi cái vận mạng của mình, đúng nào? Chúng ta chăm chỉ hơn, chúng ta sống tốt đẹp hơn, chúng ta học cho đi để chúng ta chiêu cảm đến những cái điều may mắn của cái vũ trụ này. Chúng ta muốn giàu có thì chúng ta hãy tập cho đi, vũ trụ này nó luôn ở cái thế quân bình, người nào càng cho đi thì nó càng trở về lại. Theo cái chỗ này, muốn có thì phải cho đi, muốn có được sức khỏe thì phải làm cho người khác khỏe, cho nó thuốc người bệnh, người đau. Không có sát sanh hại vật, thường đi hành thiện phóng sanh thì sẽ có được sức khỏe. Muốn có được sự hiểu biết thông minh, đầu óc lúc nào cũng minh mẫn, thì hãy đem những cái điều tốt đẹp mà trao tặng đến người khác, hãy cho đi những cái kiến thức mà mình có được và nó ý nghĩa, thì đầu óc của chúng ta nó sẽ về lại cái sự minh mẫn đó. Chúng ta xin học đó, phải vượt qua chính mình. Vậy cho nên cái người mà từ tối đi ra sáng này là tương đối khó, nhưng mà làm được rất là dũng cảm, hiểu không nào? Chúng ta phải nhớ. Và hai cái hạng người là gì, từ sáng đi ra sáng và từ tối đi ra sáng, thì kết quả là đều đều sáng, đều sáng. Sáng ở đây tượng trưng cho mọi sự tốt đẹp xoay quanh đó. Nhưng mà ngược lại cũng có hai loại người là từ sáng mà lại lựa chọn quay đầu đi ngược vào trong trong tối, và cũng có loại người là gì, đã từ tối rồi mà lại vẫn cứ đâm đầu đi vào trong tối. Thì hai loại người này kết cục đều là tối. Từ sáng ở đây là nếu chúng ta hoàn toàn có điều kiện tốt đẹp rồi, chúng ta lại không tích cực, chúng ta sống tích cực mà chúng ta lại làm những cái chuyện ti tiện. Ví dụ như tôi nói đó, giàu có thì lại thường dâm dục, vợ con nó nhà có rồi đi nói làm ăn chỗ này làm chỗ kia, đi vùng này vùng kia bà kia, rồi phá nhà người này phá nhà người kia. Tôi từng biết như vậy, nói tới làm ăn là muốn làm biết thôi, phải làm vợ người ta luôn, làm chồng người ta luôn đó. Cho nên thành thử ra là gì, những cái đó là những cái mà tương lai chúng ta sẽ chuốc lấy cái sự suy bại, trong âm thầm chúng ta mất sạch cái phước báo của trời đất cho. Tự nhiên nó từ 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 nó hết, lạ lắm, ngàn để ý đi. Thế ai mà sau này gặp những cái cảnh đó, tôi từng gặp cái người trước mắt của tôi luôn đó, tôi gặp người đó trong phạm vi tầm khoảng 5 năm, là từ một ông chủ to có đất đai nhiều, thuê nhân viên làm, mà cái anh nhân viên này là lên chơi với tôi chỉ cho. Đúng là hai cái người tôi thấy hai đây cực, là ông chủ này chuyên đi tầm bậy tầm bạ, rồi cuối cùng là tôi thấy được cái sự suy bại của cái ông chủ này, cho tới cuối cùng là cái tháng lương cuối cùng của cái anh người công nhân này là ông này không có đủ tiền để mà trả luôn. Và sau khi tay tôi tới tả rồi, vợ con rồi ly tả hết rồi, đại gia ở Bà Rịa chạy lên than thở với tôi. Còn ngược lại cái người lao động cho ông này là dưới miền Tây lên khổ cực như vậy rồi mà cũng đang tạo nghiệp, mà gặp tôi chỉ đường cho, tôi kêu sống đàng hoàng trở lại đi, làm nhiều việc ý nghĩa vô, đi cùng với tôi làm những cái việc thiện lành. Rồi từ từ tôi thấy cái người này thay đổi cách đầu lên được, có nhà riêng, rồi bây giờ là vợ con rồi khỏi thắt, khỏi thắt mo, từ cái người mà đi ở đợ làm thuê đó mà bây giờ vợ có thắt mo thì coi như cũng được.
Thì rõ ràng còn thấy được là người từ sáng đi ra tối, tại vì làm bậy. Còn người từ tối đi ra sáng, tối là chỗ nào? Cái anh này tối không phải chỉ nghèo không, anh đã nghèo còn ác đi. Ví dụ như là lúc mà gặp tôi á, là ông canh bò, ông trồng một ít cỏ ngoài đường á, mà ông thấy có cái người nào đó hay ăn trộm cỏ của ông, như mùa nắng thiếu cỏ đó, ông có vét vô chuồng ông tưới thì người ta cắt đi, ông để ý giấu, xong bắt đầu bữa sau ông cắt lén, ông tức không, ông vợ ông may kim may đồ ăn, may bắt đầu ông lấy cái kim may ông xông trong cái đợt cỏ, hiểu không? Mọi người tưởng tượng cái chiêu này không, thâm không, hiểm không? Và kết cục con bò đó là lũng ruột chết, hiểu không? Thì khi nó ăn vô trong ruột đó, rồi nó có tiêu hóa được cây kim đâu, cái kim nó đâm lũng ruột của nó rồi nó lăn ra nó sinh bụng nó chết, hiểu chưa? Đó như vậy đó, cho nên thành tựu ra mình sống như vậy, người ta chỉ lấy của mình một ít cỏ thôi mà mình như vậy thì cái tâm như vậy thì chết. Nhưng mà tự nhiên gặp tôi, sau tôi nói chuyện nghe được, tôi nói sống như vậy không bao giờ có hậu, ông đã nghèo khó là do đời trước ông ít sống rộng rãi bố thí rồi, ít làm điều tốt rồi, mà bây giờ ông còn chơi cái trò đó nữa thì ông nghèo hoài đó. Con đứa con nó bị suyễn, nó đi bệnh viện không biết hai bao nhiêu lần, hai vợ chồng làm thuê làm mướn ở, gọi là ở rẫy người ta. Tới lúc mà tôi gặp tôi rồi nghe lời tôi thay đổi cái tâm thái rồi sống tích cực rồi làm thiện lành, nhưng mà đúng anh này khi mà anh hiểu được anh nhiệt tình, rất là nhiệt tình, và những cái gì mà tôi kêu bỏ đi nó sai là bỏ, kêu bỏ thì đâu đó loay hoay chưa tới 10 năm thì vận may nó đến à, tự nhiên gặp người này người kia là họ dìu dắt cho từ từ đi ra ngoài Long Khánh rồi làm được, rồi bây giờ có nhà riêng có xe rồi, nghe nói là đẻ thêm một bé nữa rồi đó. Thì rõ ràng đó là một cái đi từ tối mà ra sáng. Cũng có những người khó khăn tôi gặp, tôi khuyên những cái bỏ đi những cái nghề mà nó đang còn bị tổn cái phúc phận của mình quá, mà vẫn cứ nói vì cuộc sống không bỏ, thì tôi thấy tương lai của người này là một màu đen tối. Mọi người nhớ, không phải trù ẻo đâu, đó là sự thật. Tại vì cái quy luật của vũ trụ này nó là như vậy. Nó không có dùng tình cảm để mà nói chuyện với chúng ta đâu, mà nó dùng cái gọi là cái lý trí, cái lý của trời đất này là nó là, nó là một cái chuỗi vận hành sâu sắc. Vũ trụ này tồn tại tới hàng triệu 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 năm, chúng ta chỉ mỗi cái mảnh đời chúng ta đến cuộc đời này, chúng ta giống như một cái ánh sáng của đom đóm nó lóe lên rồi tắt đi thôi, có tổng có mấy chục năm ngắn ngủi à, thì làm sao mà chúng ta dám nói là chúng ta hiểu hết cái vũ trụ nhân sinh này, hiểu không? Và cái vũ trụ nhân sinh này nó vận hành theo cái trình tự như vậy, từ tối mà chúng ta quyết liệt chúng ta đi ra sáng, chúng ta sẽ sáng, tại vì cái quyền lựa chọn hướng đi là của mình, hiểu không? Đó. Chứ chúng ta không thể nói là vì tối cho nên là tôi cứ đi trong tối, thì đi trong tối thì là cái khổ của cái tối đó nó sẽ làm cho mình khổ hoài, pha cái này bóp cái kia, cuối cùng cũng là một mảng trống không đó. Người đang từ sáng cũng vậy, đúng là từ sáng mà khôn ngoan thì tiếp tục đi ra sáng để càng sáng hơn, nghề nghiệp của mình càng cống hiến cho đời, để con cháu của mình đời đời sung thịnh. Còn bây giờ nếu không là mình từ sáng mà mình ta đây mình ngạo mạn, mình không phản tỉnh lỗi lầm, mình dính vào tài sắc danh thực thùy, nhậu nhẹt ăn chơi gái gú bài bạc đá gà rồi những cái trò chơi vô bổ, hoặc thậm chí nói thẳng ra là nhiều khi hay đi phóng sanh, những ông chúng ta cứ cả ngày cả đêm như vậy, chúng ta cứ ăn nằm, chúng ta câu kéo như vậy, chúng ta giết thời gian một cách quá vội, như vậy thì quá uổng phí. Đây là những việc ý nghĩa, tôi thấy đi ra đường ngày nào cũng thấy vô vàn cái cảnh đời khó khăn đó, vô vàn cảnh đời khó khăn để giúp đỡ. Mỗi lần tôi đi đâu đó tôi thấy người già người khó khăn tôi đều cố gắng tôi giúp đỡ, thì tôi thấy nhiều quá, mà xã hội bây giờ càng ngày càng nhiều nha, càng ngày càng nhiều, mọi người lưu ý thì chúng ta rất là thương cảm, nhưng có những anh em đi khắp nơi cũng thấy những cảnh đó rồi quay lại chia sẻ với tôi cũng rất là đồng cảm. Như tôi nói thế này, chúng ta đồng cảm nhưng chúng ta cũng phải đặt vấn đề bản thân mình, nếu chúng ta không khéo thì có thể chúng ta sẽ từ tối đi vào tối, hoặc là chúng ta từ sáng đi vào tối và chúng ta lâm vào cảnh bế tắc khổ đau giống như những người già. Tại vì tất cả trên vũ trụ này nó quân bình. Ví dụ như hôm nay chúng ta nói là tại sao con cái của chúng ta nó bất hiếu, nó bỏ rơi chúng ta. Chúng ta nhìn cái người bị bỏ rơi cũng rất là khổ đúng không? Nhưng có thể rằng lúc hồi thanh niên người ta cũng từng bất hiếu với cha mẹ. Hoặc đơn giản là khi họ sinh con cái ra họ chỉ thương ở góc độ là nuôi ăn nuôi mặc, họ không có giáo dưỡng nó đạo đức. Cho nên bây giờ khi nó lớn lên nó trở thành những đứa vô nghĩa. Thì bây giờ họ quay lại họ buồn, họ trách nó, họ những người con của họ rất là nhiều trên mạng bây giờ, nhiều lắm luôn, chúng ta cũng rất là đồng cảm, hiểu không? Nhưng chúng ta thấy đó là cái quả thì chúng ta phải tìm cho ra cái nguyên nhân, không tự nhiên đâu. Ví dụ như nếu mà từ trước chúng ta khéo nuôi dạy con cái thì nó phải có một đứa tốt với chúng ta đúng không? Còn đương nhiên chúng ta nói tôi rất tốt rất thương con thì nó phải thương lại, chưa chắc. Ở đây nè có một cái quan niệm là lý trí, và không phải chúng ta cứ nói là chúng ta thương là người khác phải thương lại mình đâu,
Chúng ta thương là phải thương cho đúng đó. Chứ bây giờ chúng ta thương mà thương theo cái kiểu mà chúng ta chiều chuộng, o bế, bảo bọc nó, để rồi nó trở thành cái người vô dụng, lười biếng, ích kỷ. Cái gì nó cũng nghĩ cho bản thân, nó thấy tất cả những cái tốt đẹp xưa giờ toàn là phải dành cho tôi đâu có cần có cái nhu cầu phải chia sẻ cho ai, phải báo ơn ai, thậm chí là không bao giờ dạy cho con mình nói cái lời cảm ơn. Đúng không? Bây giờ có bao nhiêu đứa trẻ mà biết nói lời cảm ơn khi mà nhận đồ của người khác đâu? Hoặc là chúng ta là cha mẹ ông bà, chúng ta quyết liệt, chúng ta dạy cho các bạn có cái tâm này đâu? Thì nhiều lúc mình lại trả treo, mình nói ơi mày đặt con nhà cảm ơn gì, đúng thiệt không dạy cho nó cảm ơn, tương lai nó vô ơn, nó gõ lên trên đầu của mình chắc, đúng không? Mình nhỏ thì mình còn khỏe lắm, lúc đó mình ta đây thôi, tao nuôi mày đâu cần mày báo ơn, khỏi cảm ơn đi, cảm ơn chi. Nhưng mà tới lúc già đi rồi thấy cảnh nó không mua cơm cho ăn thì đừng có khóc, đúng không? Nó không mua sữa cho uống thì đừng có khóc, bệnh nó không có mua thuốc cho uống đừng có trách. Vì sao nói hồi xưa bạn nhớ nói cứ mẹ đưa con không có cần ân nghĩa, đúng không? Đó là cái suy nghĩ sai lầm đó. Không phải là chúng ta dạy ra để mà chúng ta cầu báo ơn, nhưng mà nếu một con người nó đã biết ơn thì cha mẹ của nó là cái người nó biết ơn đầu tiên, đúng không? Rồi đi ra cuộc đời nó biết ơn cuộc đời, nó sống ở đâu cũng đẹp, sống ở đâu người ta cũng quý. Còn bây giờ mình ở trong gia đình mà nó vô ơn với mình rồi thì ra ngoài xã hội tương lai nó cũng sẽ bị đào thải, tại vì nó đã không tốt được với cha mẹ của nó thì nó sẽ không bao giờ có động lực để mà nó tốt với người khác. Hoặc là nếu mà nó tốt với người khác là nó toàn giả tâm thôi, tại vì nó có nhu cầu lợi dụng người ta. Ví dụ như sếp của nó cố nó mua đồ, nó quà cáp rồi gì đó để nó đút lót, để nó mong sếp nó chiếu cố. Nhưng mà đã làm sếp mà người ta khôn lắm, người ta cũng vẫn nhận nó, người ta ngoài mặt người ta cười cười nhưng người ta đọc được cái tâm địa. Nói tao không cho mày làm dâu rể tao. Hiểu không? Thì người ta cũng phải tầm nhìn, người ta phải biết được người với người nó có cái hay là chúng ta càng có chiều sâu, là chúng ta dùng cái tâm chúng ta cảm nhận được cái hành vi của người khác. Nhớ cái thật nhất là dùng tâm để cảm nhận, cũng không có nên mãi chỉ nghe bằng tai, cũng không phải là chỉ nhìn bằng mắt, cũng không chỉ dùng cái miệng khéo léo để mà hoa ngôn xảo ngữ, mà hãy dùng cái tâm mà đặt vào trong tất cả cái đó. Tôi theo tầm 10 tuổi bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu cái sự khôn ngoan và khéo léo nhất chính là trung thực. Hay không có tác dụng phụ mọi người. Còn ngoài đời bây giờ phần lớn là hay dùng cái sự khôn lanh của mình cho là kỹ năng giao tiếp đó, tại vì thời nay người ta chỉ xiển dương cái đó. Muốn thành công phải có kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng là gì? Rồi học tâm lý học để mà bắt tâm lý người ta. Hồi xưa tôi học kinh doanh cũng vậy. Ngồi như thế nào để mà lấy cái thế để mà về mà lấy thế thường phong đối với người ta. Nói dùng những cái từ ngữ như thế nào để người ta phải có cái xu hướng là người ta đồng thuận theo cái đích của mình, dù nó là sai hay đúng. Không biết được nó có tác dụng phụ rồi. Người xưa nói hay lắm. Cái kim ở trong ngày nó cũng lòi ra. Lừa người thì giỏi lắm cũng được vài lần, không ai lừa được người khác cả đời đâu, đúng không? Thấy chưa? Mà diễn triết hồi nó không chán, đúng không? Nói bên ngoài là một chuyện rồi, còn cái con người của mình sống mà lúc nào mình cũng phải đeo cái mặt nạ ấy, giống như khẩu trang thôi. Thật sự Covid thì mình phải đeo, còn đeo mình thấy khó chịu không, đúng không? Thật sự rất là khó chịu. Thì phải khoác lên trên mình một cái sự giả dối hoặc là một cái gương mặt gọi là những cái thế gian kêu là hai mặt hoặc là nhiều mặt, thì sống như vậy nó có thoải mái không? Tôi không chọn nó sống, tôi có sao tôi sống vậy, kệ thôi. Sống như vậy thì tối ngủ ngon. Họ nói mình ngu rồi, nói sao nói cũng lo suy nghĩ để mất lòng, nhưng mà tôi thích nói sự thật, tôi cũng thích nghe sự thật, vì người tôi là người thích nghe sự thật cho nên tôi lại thích nói sự thật, tại vì sự thật là nó đáng tin cậy. Sự thật thì nó xuất phát từ cái tâm thương yêu và không vụ lợi. Và nếu như mà chúng ta mà dùng lời giả dối đối với người khác thì đương nhiên người khác cũng sẽ dùng lời giả dối với mình, và những cái mình nghe suốt ngày cũng là giả dối, đúng không? Còn nếu bây giờ mình cho đi là sự thật đi thì rồi mình cũng sẽ có lại được là sự thật đó, sẽ có sự thật. Tự nhiên chúng ta là một cái người thì ở thế gian này phạm tục này làm sao chúng ta đúng hết được, nhưng chúng ta nên cố gắng cho nhau cái thật, cái tốt và cái tâm, rồi từ từ chúng ta sẽ nhận lại cái đó. Hoặc là bây giờ có những người buồn khổ đang ở trên mạng, tôi thấy đó, lúc mà những cái lúc mà họ có tiền có lời có danh, xung quanh họ ngồi nhậu cả nhà đầy người, rồi xe xua đủ thứ, anh em hô hào tưng bốc lẫn nhau, nhưng tới khi mà họ bắt đầu xa cơ thì tôi lại thấy status của họ là gì, chỉ thề đó. Lúc này mới biết cái thằng chó, không có thằng nào mà sống với tao như thế này thế kia, tụi bay thừa lúc đục tao bị hạ bệ, tụi bay còn chỉ nhục tao hả? Nhớ đó mà là như vậy thì có được cái gì đâu. Mình thà như mình sống chân thật đi,
mình có ít người bạn hơn được, nhưng mà là những người bạn thật sự. Thì trong xã hội họ phân ra là nó bạn bè, thì thật ra chúng ta ngồi lại chúng ta suy nghĩ đi, trong lúc mình hoạn nạn có mấy người thật sự quan tâm và chia sẻ với mình, giúp mình vượt qua được những cái lúc mình yếu đuối khó khăn, hay là những cái người mà khi mà mình có thì họ tới họ tưng hô mình, họ lợi dụng mình, họ mượn tiền bạc của mình, họ ăn cho no sôi chán chè, rồi tới lúc mà mình mà khó khăn là giọt mất, đúng không, giọt mất tiêu. Cho nên chỗ đó là cái chỗ mà do cái lối sống của mình thôi, mình lựa chọn thôi. Từ đầu thì tôi lựa chọn cái lối sống thẳng. Tôi biết nó sẽ ít bạn, nhưng mà những người mà ở gần tôi thì là những người đáng tin, thà như gọi là gì, là chất lượng hơn số lượng, đúng không? Cho nên cái người phương đông của mình so sánh hơn đó, là lấy mềm và thắng cứng, lấy nhung thắng cương, lấy ít thắng nhiều và lấy yếu thắng mạnh, trong đó phải có trí tuệ. Còn người phương tây là theo cái lối sống xã giao hô hào, đông từ nào tốt từ đó, hiểu không? Nhiều mối quan hệ, và quan hệ nhiều để làm gì? Nhiều thì thị phi nhiều, biết nhiều việc cái phát sinh đó. Cho nên thành thử ra là gì, chúng ta hãy chọn bạn mà chơi. Ngày xưa mình luôn dạy mình như vậy, bây giờ mình có dạy cho bản thân và con cháu mình như vậy không? Chọn bạn nào mà chơi, bạn lành mà chơi, bạn sáng mà chơi. Và cái người mà kém cỏi rồi thiếu đạo đức hơn mình, tốt nhất là không chơi. Chúng ta vẫn quý kính tôn trọng tất cả mọi người, nhưng chúng ta không có gần thời gian đâu mà gần những người đó, đúng không? Đó. Ngồi lại với nhau cả buổi như vậy, nói trên trời dưới đất không có một cái câu đạo lý nào để giúp nhau tốt lên cả, mà cứ sặc mùi danh lợi như vậy, nói hoài không biết cả. Cuối cùng đi về đâu, giải quyết được gì? Người ta không nói tới nó, người ta vẫn có thôi. Tại vì sao? Cái nhân sinh là như tôi nói, nó so với cái tuổi thọ của cái quả đất này, của cái hệ tinh cầu này, tới hàng triệu 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 tỷ 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 năm. Chúng ta chỉ sinh ra cuộc đời này có mấy mươi năm ngắn ngủi, nó giống như cái con đom đóm lóe lên cái xong rồi nó tiêu đi, ánh sáng đom đóm. Như vậy thì chúng ta mà chỉ sống với một cái việc nó quá là bé nhỏ như vậy thì cuộc đời của mình quá uổng phí rồi, nói thiệt uổng phí, đúng không? Vì tôi nói là cuộc sống thì vẫn ai trên cái thế gian này cũng sống cả, vạn vật nó trong cái điều gì, mình chim muông gà heo dê chó nó cũng sống, mà nó chưa có khi nào mà chúng ta ngồi lại chúng ta nghe nó ríu rít về cái chuyện ăn mặc nhiều đến như chúng ta như thế, đúng không? Rồi thấy có thằng nào đi dính sổ đỏ sổ đỏ gì phải đi cầm FE rồi gì rồi bị rượt nợ rồi đó, có thấy không? Có thấy chim sẻ với lại một câu rồi gì đó bị FE nó dí không? À, nó có, nó sống nó ăn chút xíu no rồi là lên cây nó hót líu lo chạy lông chạy cánh, đúng không? Còn người của mình sao đâu mà tôi thấy lo nhiều thứ kinh khủng, mà lại hoay hoay cũng quanh cái việc ăn việc mặc, ở mặc ăn ở ba cái thứ đó thôi, suốt ngày như vậy bận rộn suốt ngày như vậy, rồi cuối cùng rồi cũng kêu chết rồi, bị FE dí rồi vỡ nữa rồi. Vì sao vậy? Vì cái phương hướng của mình coi chừng là nó bị sai. Như tôi nói đó, hãy từ sáng đi ra sáng, hoặc từ tối phải quay đầu để đi ra sáng, chứ không có thể là từ sáng mà lại dại dột đi vào trong tối, hoặc từ trong tối rồi mà cứ cam chịu mà cứ mãi phạm sai lầm để lại từ tối lại tiếp tục đi vào tối, không có ngày ra. Thì đây là lời của thánh hiền xưa dạy cho mình để mà mình đúc kết đó. Trong cuộc sống của mình chúng ta quan sát, chúng ta tư duy lại những cái gì mà chúng ta có thể trước đây chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta cho nó là đúng đắn, bây giờ chúng ta biết nó sai rồi. Cái cuộc sống của mình, bởi vậy cho nên các cô khi mà vào đây làm buổi sáng, tôi có ghi cái bản phát nguyện buổi sáng đó, có cái câu cuối cùng là gì, à, phát nguyện là gì, à, hạnh phúc của con được xây dựng trên hạnh phúc của tất cả mọi người. Đó là một cái tiêu chí mà chúng ta phải đặt ra để chúng ta sống. Chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là chúng ta sẽ có hạnh phúc trên một cái sự mất mát hoặc là một cái nỗi đau của ai đó, không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có chúng ta mất dần đi mà thôi. Cái nguyên tắc của vũ trụ là như vậy, nó luôn bù trừ, hiểu không? Đó. Cho nên thành thử ra là những cái đó là những cái hàng sáng như vậy, mỗi ngày như vậy chúng ta phải đọc, đọc để phản tỉnh, đọc để nhắc chính mình, để rồi cuối cùng chúng ta tích lũy được cái phước đức, cái đức độ của mình ở cái độ tuổi mà chúng ta từ sau 30, sau 30. Lúc đó là lúc bắt đầu chúng ta phải chịu trách nhiệm với hoàn toàn cái cuộc đời của mình đó. Ừ. Đấy. Và chúng ta phải cố gắng thành đạt được thì chúng ta dưỡng được cái đức, cái phúc cho con cháu. Và cái phúc đó khi mà nó viên mãn, khi chúng ta càng người lớn tuổi nó sẽ tỏ ra rất là rõ ràng. Chúng ta có được cuộc đời thư thả, chúng ta có được sức khỏe viên mãn, chúng ta có được con ngoan cháu thảo này, chúng ta có được công danh phú quý, và đặc biệt hơn người xưa chỉ cho mình một cái nữa, đấy là thiện chung. Mà thời nay mọi người để ý rằng là chúng ta đi đám ma nhiều, chúng ta thấy rất rất ít người được cái là giàu sang phú quý, giữ được cuối đời này, sức khỏe này, con cháu ngoan ngoãn này. Và cái tệ nhất là ác chung. Ác chung có nghĩa là khi chết trong bệnh tật dày vò đau đớn mê man bất tỉnh. Còn người xưa họ sống tốt mà nhìn cái cuộc đời của họ mà biết là tích lũy ra được cái đức thì phần lớn là thiện chung.
Thiền chung có nghĩa là khi già người ta thư thả, người ta mất đi trong cái sự tỉnh táo vui vẻ thì người này gọi là thiền chung. Thậm chí có những cái người mà tu dưỡng tốt đó, người ta còn biết trước được ngày giờ người ta lìa cái da này. Rất là nhiều người, mọi người đọc lịch sử sách đi, và gần đây tôi cũng thấy có những người như vậy. Đó, trong gia đình của tôi cũng có một cái tấm gương mà chính mắt tôi thấy, đó là ông ngoại của tôi. Ông ngoại của tôi là sống rất là hiền lành, cả đời hiền lành, tuy cảnh gia đình thì nó không có giàu có gì, nhưng mà sống rất là hiền lành, không bao giờ tham lam qua một thứ gì, rất là thương yêu con cháu và hiền lành. Mà tới lúc ông sống tới 90 mấy tuổi như vậy, ông chỉ biểu hiện ra là nó là ung thư họng một xíu, gọi là có biểu hiện ung thư họng, nhưng nó cũng không hành hạ ông đâu đến như vậy. Ông đi vài lần viện như vậy, ông đến đem ta về đi, ở đây mệt lắm, ông xin mừng cụ người ngoài, ngoài quê kêu cụ, đem cụ về đi, đem về xong rồi kêu con kêu cháu tới nói chuyện, rồi xong bắt đầu đưa tay chào con cháu, thở ra cái đi phèo nhẹ nhàng, hiểu không? Đó, hoặc là có những cái bậc mà tôi tìm hiểu những vị cao tăng mà gọi là đắc đạo, người ta buông xả hết được những cái vướng mắc ở trong cuộc đời, người ta nhìn thấy nó là giả tạo hết rồi, người ta sống, người ta cho đi một cách viên mãn. Tới lúc người ta thức học trò của người ta trăn trối lại, dạy bảo lại cái lối sống, xong rồi người ta thở ra cái người ta đi rất là nhẹ nhàng đó. Hoặc là có người còn để lại toàn cả cái thân xá lợi, không có bị hư thối nữa, đẹp. Thì đó là những cái biểu hiện là gì, là chúng ta sống, chúng ta tích được cái đức, và nó biểu hiện ra như vậy để chúng ta đối chiếu, chứ không phải tự nhiên đâu. Vậy thì chúng ta phải lưu ý những cái này, để trong cái độ tuổi này bản thân chúng ta, hoặc là chúng ta hướng con em của mình đến những cái chỗ tốt đẹp đó, mình hiểu không? Và bây giờ thời gian hết, hôm nay chúng ta nói thế này, mong rằng là tất cả mọi người đều sẽ có cuộc đời vui vẻ, mỗi ngày như vậy vui vẻ, làm được nhiều việc ý nghĩa, và chúng ta sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Thành công ở đây mọi người nên nhớ, tôi chúc mọi người không phải là chúng ta có một cái khối tài sản nào đó nhưng ai đó mới gọi là thành công này. Thành công ở đây là gì, mỗi ngày như vậy chúng ta tận dụng được một ngày, là chúng ta không sống có ý nghĩa rồi, đúng không? Làm những việc cần làm một cách trọn vẹn rồi thì ngay đó đã thành công rồi, đúng chưa? Sống như vậy thì nó chất lượng, nó tự nhiên thành công là cứ chờ, nó chắc là trúng số mới là thành công. Trúng số là gì mà thành công? Có tiền chưa chắc đã thành công, có tiền mà có hạnh phúc không, như vậy gọi là thành công không, đúng không? Nó phải hiểu cho rõ như vậy đấy. Thì nên chúng ta nói với nhau tới đây, bây giờ chúng ta nghỉ, chúng ta đi làm việc.
Da 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 da